Hello, xin chào anh em. Hiện tại trên bảng mình đang có một số những cái chiếc máy ảnh cũ mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay nhé. Ở trong đây thì có một số những cái chiếc mới về, ví dụ như chiếc Sony Alpha Nex 7 này. Chiếc Sony Alpha Nex 7 thì mới về chiều tối ngày hôm nay thôi. Đi kèm với ống kính là 16-50. Ngoài hình mình đánh giá rơi tầm 96-97%. Có thể là 98% cũng được. Nó không được gọi là line new 99%, nhưng mà đây là một chiếc máy đẹp, da rẻ rất là cứng cáp, không có hiện tượng bong ra, cũng như là màn hình đẹp này với sức sát này. Đây có một chiếc Nex 6 nữa, chiếc Nex 6 này cũng mới về, nhưng tuy nhiên cái chiếc máy ảnh này thì mình post chụp ở trên fanpage đã có người cặp rồi, do vậy mình sẽ không nói tới ở trong đây. Tiếp đến một cái chiếc Sony Alpha Nex F3 này màu trắng này, cái chiếc máy ảnh này thì thực sự là cũng đẹp, nó rơi tầm 97-98%, cũng đi kèm với ống kính là 16-50 có chống rung OSS. Nex 3 thì chụp 16 megapixel, màn hình lật 180 độ về phía trước. Con máy ảnh này thì có thông số kỹ thuật tương tự như chiếc Sony Alpha Nex 3N. Chiếc Sony Alpha Nex 3N ở tuần trước thì mình bán gần như là hết sạch những chiếc máy ảnh màu trắng rồi. Tuy nhiên thì có một chiếc Nex F3 màu trắng này. Về cơ bản thì cái con Nex 3N và Nex F3 mình đánh giá nó tương tự như nhau. Có chăng con Nex F3 này mình thích hơn ấy, tại vì là cái cảm giác cầm nắm của nó chắc chắn hơn, tại vì cái thân hình của con Nex F3 thì nó to hơn một chút. Tuy nhiên có một số bạn vẫn chọn và yêu thích Nex 3N, cũng có một số những cái lý do của nó. Ví dụ như ngoại hình của nó nhỏ hơn chẳng hạn. Ngoại hình nhỏ hơn thì các bạn cầm nắm nó gọn hơn, đặc biệt là các bạn nữ kiểu như vậy. Do vậy chúng ta cần phải tôn trọng các bạn ấy thôi. Ví dụ như các bạn ấy tìm Nex 3N mà mình bảo không có, có thể tham khảo Nex F3, các bạn bảo thôi không cần, ok không sao cả, F3 sẽ dành cho các bạn khác. Đặc biệt là các bạn nào cần một cảm giác cầm nắm nó tốt, cũng như là màn hình của nó đẹp hơn Nex 3N tương đối đấy. Tiếp đến là một con Sony Alpha Nex 5R. Thực ra cái con Sony Alpha Nex 5R này không phải là chiếc máy ảnh mới về bên mình, mà nó đã về bên mình cách đây cũng vài hôm rồi. Tuy nhiên cái con này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một chút này. Hôm nay có một bạn nữ cùng với một bạn nam nữa, chắc là một cặp đôi đến thì bạn ấy cũng tham khảo con này, cũng không thấy nói gì, nhưng chắc bạn bảo là bạn thích màu đen. Ok, cái vấn đề mình không phải là mình đang chê trách gì các bạn đấy, mà đây các bạn nhìn này. Mình thì trước khi mình đưa cho bạn ấy xem ấy, thì mình đã lau chùi sơ qua máy rất là sạch sẽ. Nhưng tuy nhiên các bạn chỉ xem 10, 15, 20 phút thôi, mà các bạn đã có cái ý thức của các bạn là dùng tay các bạn chạm hết vào cái mặt trước của ống kính này. Đây là mình không chê trách thì các bạn, tại vì các bạn là những người mới chơi, các bạn không biết sử dụng thì rõ ràng các bạn sẽ chạm vào những cái mặt trước của ống kính. Ví dụ như các bạn cầm máy như thế này thì làm sao mà các bạn chạm được tay vào đây nhỉ? Hay kể cả trong trường hợp các bạn cầm máy bằng cái tay này đi chăng nữa, cái tay chẳng nhẽ các bạn cái chạm lấy tay các bạn chạm vào mặt trước ống kính này, mình cảm thấy nó rất là buồn cười, đặc biệt là các bạn mới chơi. Do vậy mình khuyên các bạn nhé, chúng ta hãy hạn chế, không nên, tuyệt đối là không nên chạm mặt trước của ống kính như này. Tại vì khi mà ống kính các bạn nó bị bẩn vân tay kiểu như thế này mà các bạn không để ý khi mà các bạn chụp ảnh ấy, thì 100% là tất cả các bức ảnh nó sẽ có hiện những cái mờ xương, giống như kiểu bị mốc hay bị bụi, bị mù ống kính ấy, nó không được sắc nét mà nó không được trong. Trước khi các bạn chụp ảnh, kể cả điện thoại hay là máy ảnh, thì nên tạo một cái thói quen là các bạn hãy lau trước cái ống kính để cho nó đỡ bẩn. Đây để mình chia sẻ cho các bạn cách sử dụng thôi nhá, chứ không phải chê trách gì các bạn cả. Còn bên mình vô tình chạm tay vào vân tay ở đây, hoặc là khách nó chạm tay vào vân tay, thì mình đều khuyên là các bạn hạn chế, không cho tay chạm vào đây. Chứ còn lau đi thì nó vẫn sạch sẽ thôi. Đặc biệt là bên mình vẫn có cung cấp những cái khăn lau chuyên dụng như kiểu đi Whipper này, thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể là lau chùi nó sạch sẽ. Đây, ví dụ như mình lau trực tiếp cho các bạn xem đây. Chúng ta lau bằng cái khăn chuyên dụng đi Whipper này. Khăn này nó không có bụi, do vậy khi lau mà các bạn yên tâm là nó không có kiểu lẫn sạn cát. Do vậy mà khi mà chúng ta lau xong nó lại sạch sẽ, sạch bong ngay. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, tiện trong video lại quảng cáo luôn cái đụng bộ khăn đi Whipper luôn, đúng không anh em? Ở đây có một cái chiếc Canon M nữa này. Cái chiếc Canon M này thì cũng về cũng được mấy hôm rồi, không biết đã làm video giới thiệu cho anh em chưa. Tại vì dạo gần đây thấy toàn làm video về Sony thôi, thì cũng phải giới thiệu cho anh em một con Canon M này. Đây là con Canon M1 nhá. Con này thì nó không đi kèm với ống kính kit, mà nó đi kèm với ống kính là 22mm f2. Cả combo này nó sẽ có mức giá rơi tầm 6 triệu. Nó sẽ hơi cao hơn so với một chút so với việc là các bạn so sánh với ống kính 15-45 kèm theo. Tuy nhiên thì đây là ống kính fix. Ống kính này thì có một tiêu cự thôi, là 22mm. Đối với cá nhân mình thì mình thích cái ống kính này, tại vì cái tiêu cự này thì khi mà gắn trên những cái chiếc màn crop, cụ thể như con Canon M này, thì nó tạo ra một cái góc nó rơi tầm 35-36mm ở trên
full frame ấy, thì cái góc này đi du lịch nó rất là tiện. Kính này nó xu hướng này giúp cho bạn chụp đời thường nhiều hơn. Tất nhiên phong cảnh cũng được, nhưng phong cảnh ở đây là khi mà các bạn chụp chân dung có người ấy, thì nó vẫn giữ được một số bức ảnh chụp phong cảnh. Có nghĩa là cái phần background đằng sau ấy, khi mà các bạn chụp chân dung thì cái phần background đằng sau đối với ống kính này nó sẽ giúp cho bạn là thu được nhiều cái khung cảnh hơn. Do vậy mà nó rất thích hợp cho các bạn đi du lịch. Tại vì các bạn đi du lịch thì dù gì đi chăng nữa các bạn vẫn muốn ở đằng sau nó có khung cảnh, đúng không? Thì cái này nó hợp lý này, có hiện tượng xóa phông nhẹ nhàng mà lại chúng ta vẫn có gọi là phần background đằng sau là những khung cảnh những cái chỗ khu du lịch. Chưa kể là cái con này có cái khẩu độ là f2.0, nó sẽ giúp cho các bạn là chụp ở trong điều kiện thiếu sáng. Ví dụ như trong nhà mà mình đang quay kiểu như thế này chẳng hạn, mà chúng ta gắn cùng cái ống kính 22f2 này, khẩu độ f2.0 nó tốt hơn nhiều. Đặc biệt các bạn nào đang sử dụng những dòng Canon EOS M series ấy, rõ ràng cái ống kính này rất hay luôn nhá. Nó là cái ống kính pancake, nó nhỏ gọn này. Mà bên Sony nó không có luôn nhá. Bên Sony nó chỉ có cái con 16f2.8 hay là 20f2.8. 20f2.8 trên Sony nó lại không ra cái góc kiểu như là 22. Tại vì 20 của Sony mà các bạn crop lên 1.5 nó ra tiêu cự là 30 cơ. Còn cái con này 22 mà crop lên 1.6 thì nó lại ra tiêu cự 35 cơ. Tiêu cự 35 nó khác nha. Tiêu cự 35 nó hơi tê lê một chút hơn so với tiêu cự 30. Do vậy cái góc đấy mình rất thích luôn. Nếu mà bên Sony nó sẽ có một cái con giống như kiểu là 24mm. Nhưng mà cái con 24mm mình nói thật với các bạn, con đấy là của KJ. Mà các bạn đầu tư con đấy vào thì nó đắt tiền lắm. Con can dây đấy nó chỉ rơi tầm 6-7 triệu cơ. Mà không phải cái tiêu cự đấy mà không phải ai cũng thích đâu. Nên do vậy các bạn cứ thử cân nhắc xem nó như thế nào thôi. Bộ này nhá, Canon M này, nó chỉ rơi vào tầm 6 triệu. Nó vẫn rẻ hơn so với cái bộ Canon M10 kèm kit, đúng không? Kit thì các bạn đều biết rồi đấy. Nó là một cái ống kính đa dụng. Nó có thể zoom ra zoom vào được. Nhưng chất lượng hình ảnh nó chỉ ở mức trung bình thôi. Do vậy nếu các bạn yêu cầu chất lượng cao hơn thì chúng ta có thể cân nhắc cái ống kính 22mm f2. Tất nhiên các bạn có thể mua lẻ cái ống kính này, bên mình vẫn có thể là bán rời bình thường, không vấn đề gì. Chúng ta so sánh con Canon M này với Canon M10 ấy, thì cái con này nó có cái hay ở chỗ là nó có thêm cái cổng mic thôi. Ngoài ra thì nó lại kém M10 ở cái chỗ là nó không có wifi, cũng như là màn hình của nó lại không lật được. Cuối cùng là một con Fujifilm X3. Con này thực ra thì trước là một bạn ấy mua ở bên mình rồi. Tuy nhiên cái lịch sử cái con Fujifilm X3 này thì là thực ra lúc mà mình bán cho bạn ấy, ngoại hình của nó thì nó phải rơi ở tầm 98-99%. Tuy nhiên bạn này bạn bảo là bạn ấy gắn trên tripod, thế đâm ra là cái máy này nó bị nứt ở phía dưới, có nghĩa là bạn ấy bị làm rơi từ tripod xuống. Bạn bảo là rơi chỉ rơi tầm vài chục phân thôi, khoảng 50 phân 60 phân gì đấy, mà cái con máy này nó có hiện tượng bị nứt ở đây này, các bạn nhìn thấy không? Mình không biết là các bạn ấy sửa chữa chưa, nhưng mà khi mà mình nhận máy ấy, thì cái tem ở đây nó chưa bị vỡ đâu nhé, chưa bị rách đâu. Hay là ở đằng mặt sau này các bạn có thể nhìn thấy mình cũng có dán tem rồi này đấy, thì có nghĩa là bạn cũng chưa qua sửa chữa gì. Nhưng mà bên góc này thì thấy là mất một cái ốc ở đây, thì không biết là rơi xong rồi rơi cả ốc hay như thế nào, hay là bạn ấy cũng định tháo ra không lắp vào. Với cả có hiện tượng là cái đèn flash này nó không nhận. Đấy, thì mình thấy là cái ngoại hình nó cũng khá là xấu rồi. Cái thứ hai nữa là cái đèn flash nó cũng không nhận. Thế đâm ra mình sẽ bán rẻ cho bạn luôn. Giá thực sự rẻ luôn các bạn nhé. Ở thời điểm hiện tại này ấy, nếu mà có ngoại hình đẹp ấy, nó sẽ có mức giá rơi tầm hơn 7 triệu cơ. Tuy nhiên khi mà các bạn chọn mua con này thì chắc chắn mức giá của nó sẽ rẻ hơn rất nhiều luôn đấy. Ngoài cái lỗi đèn flash nó ra thì bên mình vẫn bao xài cho các bạn 1 tháng về phần cứng. Do vậy các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé, không có vấn đề gì đâu. Video này xin kết thúc tại đây. Anh em nào có nhu cầu về những cái chiếc như F3 này, Nex 7 này, rồi thì Nex 5R này, Canon M này, hay là XA3 có một số những cái lỗi nhẹ, chúng ta có thể liên hệ theo số điện thoại mình ghi trên video. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy cũ khác nhé.